Thánh nhà mình nhà thần
điện là điện chung cổ hưởng liên thiên giác giác bạc lão văn như chấn là điện thượng thượng thông cảm kiện hà đạp khôn di liều liều đông triệt sơn hà lượng lượng kình giao thế giới cùng ra trừ phương cấm kỵ lỡ kỵ thư sứ lòng thần linh nhà vô vô uy chi tâm tất hữu an ý chi lực pháp nhận quần sinh như hổ mục lâm cam lộ bác thập trục tùy hình tam thập nhị tương cụ đại từ đại bi lăng cứu cổ ngã kim khẻ thủ lễ duy nguyện tùy gia hộ đương lai thế sẻ diêm phù sinh tịnh nhà Phật vi tam giới tư sinh tử phụ ngọc hảo mi tế hiện kim khẩu đàm diệu pháp nhận quần sinh như hủ mộc lâm cam lộ bát thập trùng tùy hình tam thập nhị tường cụ đại tư đại bi lăng cứu cổ ngã kim khẻ thủ lễ duy nguyện tùy gia hộ đương lai thế xẻ diêm phủ sinh tịnh độ nguyện tín chủ bảo bình an tăng phúc âm dương sư giả tối anh linh bần triển uy quang ứng khẩn thế chỉ công văn như điện siết na quy đẳng tấu sự nhược phong quyền tuân phụng như lai sắc thủ cùng căm lân tín chủ linh chư thánh lai giáng có truyền cả tín chủ bảo an na lên kiếm dinh dẫn cô hồn sinh tịnh độ lĩnh chiêm công đức xuất lũ tuyên dương dĩ kinh tín chủ kiền thành thượng ngang bái với đỉnh chân hương phân khởi xung thiên thượng ma tín chủ kiền thành nhiệt tài kim lô phong khề thù chúc thiền thiền ngư chúc trường lục đạo xưng tôn dẹp như mãn nguyện
nhật bạch hào quang giam sát. Từ thời thiền đạo hữu kim ma thời, khai theo nhiều sớ tiên dương hạnh đối cung duy tờ chánh nghi đương tiên na đặt. Tuân phụng Như Lai thần tuân phụng, Thích Ca Như Lai dĩ giao đệ tử thành khổ. Vũ căn chủ Việt Nam quốc Hưng Yên tỉnh, Hưng Yên thành phố Hồng Châu, phường Mậu Dương, đường ra số 29, hiệu hữu quốc căn chủ Việt Nam quốc Hưng Yên tỉnh, Hưng Yên thành phố Lê Lợi, phường Phú Lộc, đường ra số 52, hiệu hữu tín chủ Việt Nam quốc Hưng Yên tỉnh, Hưng Yên thành phố Quang Trung, phường Nam Thành, đường ra số 96, hiệu hữu tín chủ Việt Nam quốc Hưng Yên tỉnh, Hưng Yên thành phố Quang Trung, phường Điện Biên Ba, đường ngõ một ngõ 356, ra số 12, hiệu hữu ta hữu căn hữu tín chủ Việt Nam quốc Hà Nội thành phố Hoàng Mai, quận Mai Động, phường Mai Động, phường Tham Si Ti Bắc 2, căn hộ 1601, Y Vu Thanh Mẫu Linh Từ Cư Phụng Phật Thanh Yên cúng Xuân Thiên. Xuân Thiên phát hành quan biểu thỉnh Phật tuyên kinh cung minh tứ phủ kinh lễ sám hối tiến căn tiên lễ sơn trang khai cung tài lộc di cung hàm số bài tiến thiên quan trợ thí cô hồn linh tường tập phúc khất cầu bản mạnh bình an giải hạn trừ tai cầu tài cầu lộc cầu công danh nhân khang vật thịnh duyên sinh trường thọ sự kim thần đệ tử mộc ân thanh đồng trịnh thị trí liên canh thất thập ngũ tuế đại tâu dẫn trình vì căn chủ hoàng vũ hoàng nguyên bản mạnh sinh như giáp tuất liên hàng canh tam thập nhất tuế trần ngọc hiếu bản mạnh sinh như mậu dần liên hàng canh nhị thập thất tuế nguyễn thị thu hiền bản mạnh sinh như giáp tuất liên hàng canh tam thập nhất tuế đào mạnh nhà tuấn bản mạnh sinh bính dần liên hàng canh tam thập cửu tuế đỗ thanh nha tùng bản mạnh nhà sinh như nhâm ngọ liên hàng canh nhị thập tam tuế trần phan thùy dương bản mạnh sinh như ất sửu liên hàng canh tứ thập tuế vương quốc làm bản mạnh sinh như canh ngọ liên hàng canh tam thập ngũ tuế đảng cẩn na thủ kim nguyệt các nhật kiền thỉnh đạo lưu tiệu vu gia từ tiệu vu từ sứ tu thiết hương hoa kim ngân tài mã hình nhà nhân tài mã hài hãm hình nhân long chu tượng mã hoa mai lễ vật pháp đàn khai nhất duyên chùa viên nhi tán bản na đàn thân đệ tử đắc thử lai tư cẩn an giáo khoa phụng hành pháp sợ tục ngưỡng tôn thần ti thiên hạ chi quyền hành hạ chi quyền hành quản chi phương chi chúa tể thông minh chính trực trương thiện tỷ ác dĩ vô tư hiển hách uy linh phúc thiện họa dâm hữu nhi phúc thiện họa dâm nhi hữu chuẩn phàm hữu xả sử cảm bất văn chi vi thử hợp hành cụ điệp nhất đạo thượng đạt tọa hạ phục khất án tường sự ý cẩn vận từ tâm khai báo chư ti tường sự ý cẩn vận từ tâm ủng hộ đàn tràng cuông nhương Phật sự công quy tín chủ phúc cập gia môn nhất nhất thiết sở cao tất giai quả toại tu trí điệp giả hữu điệp thượng thiên hạ đô đại thành hoàng đại vương ti tư hạ đương giới thành nhà hoàng ti chúa giả tư hạ kim liên thái tuế sở vương hành khiển thái tuế trí đức tôn thần biểu tao phán quan tư hạ bản trung giới quyền vọng tự tý sơ hạ giới chúa vũ ly tự tý trung đồng tê biểu thu thân quan tỷ điệp nghệ trí thiên đình dìa tỳ lư phật tại chiêu hóa tự chứng minh công đức thành tiệu đệ tử pháp bút chùa phê tuệ thứ giác thìn liên xuân thiên tam nguyệt thập nhị nhật thìn thời điệp lương đàm tháp sự thần phục hành
cõi. À tu thiết cầu an sự pháp đàn kinh cứ Việt Nam quốc Hưng Yên tỉnh Hưng Yên thành nhà phố Hồng Châu phường Hàn Lâm đường ra số 88 hiệu hữu tín chủ hữu căn chủ Việt Nam quốc Hưng Yên tỉnh Hưng Yên thành phố Hồng Châu phường Mậu Dương đường ngõ 192 ra số 1A hữu căn chủ Việt Nam quốc Hưng Yên tỉnh Hưng Yên thành phố Lê Lợi phường Phú Lộc đường ra số 52 hiệu hữu căn chủ Việt Nam quốc Hưng Yên tỉnh Hưng Yên thành nhà phố Hồng Châu phường Mậu Dương đường ra số 29 hiệu hữu căn chủ Việt Nam quốc Hưng Yên tỉnh Hưng Yên thành nhà phố Quang Trung phường Lam Thành đường ra số 96 hiệu hữu tín chủ Việt Nam quốc Hưng Yên tỉnh Hưng Yên thành nhà phố Quang Trung phường Điện Biên ba đường ngõ 356 ra số 12 hiệu hữu căn hữu tín chủ Việt Nam quốc Hà Nội thành nhà phố Hoàng Mai quận Mai Động phường Tham Chi Ti Bắc 8 căn hộ 1601 hiệu Y Vu Thanh Mẫu Từ Vân Phả Ấm Linh Từ Cư Phụng Phật Đà Thanh Yên Cúng Xuân Thiên Phát Thành Văn Biểu Thỉnh nhà Phật Đà Tuyên Kinh Cung Vinh Tứ Phủ Kinh Lễ Sám Hối Kiến Căn Di Khai Cung Tài Lộc Tiến Lễ Sơn Trang Khai Cung Tài Lộc Di Cung Hoan Số Khất Bài Kiến Thiên Quan Trạ Thí Cô Hồn Linh Trường Tập Phúc Khất Cầu Bản Na Mạnh Bình An Giải Hạn Trừ Tai Cầu Tài Cầu Lộc Cầu Công Danh Nhân Khang Vật Thịnh Duyên Sinh Tăng Duyên Trường Thọ Sự Kim Thân Đệ Tử Mộc Ân Thanh Đồng Thịnh Nhà Thị Trí Liên Canh Tất Thập Ngũ Tuế Đại Tâu Dẫn Trình Vì Căn Chủ Vũ Hoàng Nguyên Bản Mạnh Sinh Như Giáp Tuất Liên Hàng Canh Tam Thập Nhật Tuế Trần Ngọc Hiếu Bản Mạnh Sinh Mậu Dần Liên Hàng Canh Nhị Thập Thất Tuế Đào Mạnh Tiến Tu Trí Quan Pháp Giả Hữu Quan Ngưỡng Phi Thiên Tật Tiệp Sứ Giả Ám Hạ Chuẩn Thư Thiên Phủ Tứ Thiên Sứ Giả Ám Hạ Chuẩn Thư Địa Phủ Diêm Ma Sứ Giả Ám Hạ Chuẩn Thư Địa Phủ Không Hành Sứ Giả Ám Hạ Chuẩn Thư Đương Cảnh Thổ Địa Linh Quan Ám Hạ Chuẩn Thư Tuế Tứ Giáp Thìn Liên Xuân Thiên Tam Nguyệt Thập Nhị Nhật Thìn Tha Thần Phục Vọng Thanh Giá Tiêu Lâm Phụng Tiến Biểu Tử Long đình ngọc bệ hoặc đồ di thất tự hoặc câu cải thất hàm cảm phiền ngũ vị sứ giả cung khất trợ di mật cẩn phương hàm tiếp nghệ quan âm khai thông thiên ất ngọc lữ bồ tát phụng tấu đơn trì kim quyết đầu thành phủ thân giám cách trị chi phủ thân giám cách thị chi tưởng giã tật tập chiếu lâm lễ phó đàn tràng chứng minh công đức tư giả cảm phiền ngũ vị sứ giả phi thiên tật điệp sứ giả danh tự cấp cô phục thỉnh chư Phật Bồ Tát văn tự kinh nghệ quang minh cảm đô bảo phường hội hạ phụng tấu đơn trì thông trần trạng ý với thông thiên phù hịch kim ngưỡng phù trung ma thanh giả trinh nhất quế tích bách vạn hỏa thủ kim cương đại thần thông lực tập đà tốc phù hộ tấu văn thử thời thượng đạt đa sở ngộ vân trình nhà ta tuần ngoại đạo thiên ma giới đẳng bất đắc
thầy hình đại thánh và am tinh cảm ứng chân giác siêu chú huệ độ đại đức thiền sư Bồ Tát. Suối ngàn nước
cây cao bóng mát chua bảy cung đàn chua bà ca đàn tiếng hát lưu lô ca rằng tung kính tình ca tình tàng ai ơi có biết na chúa ngàn sơn lâm tinh chúa bài dạy vận du con dạy chim uôn lưỡi dạy người bán buôn thuộc về tiếng điệu tiếng cầm tiếng điệu tiếng cầm thuộc về tiếng điệu tiếng cầm lâm dâm vượn nót nó lâm dâm trên ngàn con cung thỉnh mời đức diệu tín thuyền sư diệu tín thuyền sư cung thỉnh mời đức diệu tín thuyền sư vốn khi xưa chuống ở đất kinh đô trên mường Lạng Sơn phủ ấy thanh quang đồng đăng mao ca lại càng thanh cao lầm nhầm thần giang khí anh hào giang khí anh hào lầm nhầm thần giang khí anh hào định sinh thần nữ khác lào thần tiên chúa mới đem 12 bộ làm tiên bước ra xuống điện tiền là vạn phép muôn linh nào là diệu nghĩa tàng hình măng nhái chua lòe măng ngâm măng nhái chua lòe cơm tan thịt kinh lược suối khe một bầu áo mới sặc sỡ dài màu tập toán yếm mới xa lê đai vui bọc khăn xanh túi dệt màu hồng túi dệt màu hồng khăn xanh túi dệt màu hồng lông ong ma vẫn dịu dàng lết la chuốn yêu vì chân chút thải hoa nguồn ân về ai biết là để đâu cảnh sơn lưng cây cao bóng mát chua gầy cung đàn chua bạc ca đàn tiêm hát lưu lô ca đàn tung tính tình ta tung tính tình tang ca đàn tung tính tình tang tóc mây đầu vân nước loan hữu tình áo màu xanh tay ca dáng thế cống sang hồ cung liếu sửa sang con cung thỉnh mời 12 cô sơn trang đệ nhất sơn trang cung thỉnh mời cô đệ nhất sơn trang khăn xanh san sát màu làm áo hồ cô nhất lõi hay chí chỗ chỉ chỗ dọc mường dọc khổ các người xứ kinh con cung thỉnh mời cô đôi thượng sơn trang đôi thượng sơn trang cung thỉnh mời cô đôi thượng sơn trang đông cuồng toàn quán cô dáng đàn ngày hôm nay con cung thỉnh mời cô đệ tam sơn kinh cung tình mời cô đệ tam sơn tinh biên tướng hiện hình ai chả dám đang quyền cô cai khác lúc khác lương sơn lâm cẩm thú hổ lang về chào con cung tình mời cô đệ tứ hàn sơn đệ tứ hàn sơn cung tình mời cô đệ tứ hàn sơn vốn khi xưa cô hầu cận mẫu hàn thoại cung con cung thỉnh mời cô lâm tháp trên ngà bộ các thanh đồng đều ra cung phục cô sáu trên ngàn trung Thank you.
đến chủ kiềm thành kính lễ di cung ngũ ba. Đại thánh như bắt đầu cử hoàng giải ách tinh quân, ngọc hoàng sắc hạ định phân minh. Trường bà Lam Tào bắt đầu tinh túc trá ngân kiều quy lục quán. Thủ trì ngọc bút ký tư danh, tiểu cung giao phá hung thành cát na. Bạch sát tương hình từ cài sinh, nhất thiết tai ương duy hoán số. Còn kim mệnh vì bảo an ninh, đại đạo bất khả tư nghị công đức. Toàn thôn các vận biến cải cung vạn sự thành công. Lục mà ti án thượng làm đầu thư trung hoán danh lục cự cải bạ di thăng đơn ra tai ương diệt đích. Thuần số hồn phách an ninh, tam nguyên hồ mệnh, tứ quý thường vinh, thiêu tai bắc phủ, chú phúc an ninh, cấm cấm như luật lành, cấm cấm như luật lành, cấm cấm như luật lành. Di cùng hoàng thánh bắc đổ tôn kinh, thần thông tạo nhân, thành bảo trường sinh, hồi hung tam can, phán số quý danh. Ngọc hoàng thượng đế định phân minh, hoàng làm gì của cô hoàng. Hắc thư tích phúc nhẹ khang linh, bất thật út điểm trường sinh số, làm đầu chùa về bồ. Qua cầu tai ách bằng tiêu, thân cung trang thiện mạch lạc hòa điều tinh, tình tinh thần định vị chính, tinh tức kiều giao tứ trì ngũ tạng lục phủ tam tiêu, thân thanh khí sản âm phục dương chiêu, bách linh hộ vệ chư trường thọ vương bồ tát chứng minh công đức. Nam mô trường thọ vương bồ tát tác chứng minh công đức.
Nam Mô Trường Thọ Vương Bồ Tát chứng minh công đức. Thượng Lai Văn Sơ Thiên Đặc Dĩ Chú à, Dĩ Chú Ngưỡng Vọng Thánh Tư Phủ Phủ Thuê Lạc Bồ Tuân Phụng Như Lai Thần Tuân Phụng Thích Ca Như Lai Dĩ Giao Đệ Tử Thanh Phụng Khể Thủ Khâu Thủ Đôn Thủ Bách Bái Trần Tờ Sớ Văn Cần Đương Viên Hà Bạch. Thích Ca Cà Như Lai Dĩ Giao Đệ Tử Khể Thủ Khâu Thủ Bách Bái Cần Tấu Vì Việt Nam Quốc Hà Nội Thành Phố Hoàng Mai Quận Mai Động Phường Tham Sinh Bắc hai căn hộ 1601 đi vô từ văn phả ấm linh từ cư phụng Phật đà thai nhiên cũng xuân thiên thần hương thỉnh Phật tuyên kinh triệu nguyên tam thủ tục mạnh di cung hoan số cầu an bản mạnh bạch nhà căn thiên giảm duyên sinh trường thọ sự kim tần tín chủ vương quốc nam ca vi bản mạnh sinh như canh ngọ liên hàng canh bản mạnh sinh như canh ngọ liên thượng thuộc bắc đầu lưng cẩn thủ kim nguyệt cát nhật kiên thỉnh đạo lưu tịnh vu từ sứ tu tiết thương hoa kim ngân tu thiết cầu an thỉnh phật tuyên kinh cung linh tam thủ thục mệnh di cung hoan số cầu an bản mạnh cách kinh quân thanh tiền thượng thanh mạnh thuộc bằng trọng hương kinh quân vị tiền cung cánh ra các rượu biến tài các phúc chuyển họa vi tường họ thanh sơn tăng lục khiêm thìn liên xuân tiên tam nguyệt thật kính nhật kính chủ khấu thủ bách bái hòa lam thượng sư một lần thôi để bác đưa cho bên này đây cái này bác lại bốc tiếp cấp bao nhiêu bốc bốc đếm đi đi tôi đếm cái que xem được bao nhiêu. Đếm lại nào, bác đếm lại cái này nè. Đếm cái một đi. Thượng Lai Văn Sớ Dĩ Chu Sớ Đôi Phật Thánh Thần Thiền Tịnh Kim Ngân Vàng Bạc Phần Lô Hỏa Hoa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ký giải tốt dân tình nhân đồng các tăng chỉ cần kiến đế đảng tin chỉ cơ vì xuân quý kiến đế ta ma phủ vận di công an cô giang hô chỉ căn hiện là xuân hương tâm sở vi cô hồn cầu linh lợi lạc phong đạt tha nhân duyên nhi tam kiến tăng phong duyên dị kiến qua bám duyên hành duyên tứ vi qua thủ đơn qua thủ giao hữu triều hình chân ôn cần hương chi dĩ tử linh thanh phân triều hình cô hồn đạo chủ hiện tam chi phân tâm ta bảo lực gia trì bát ba kim chung thường có hai hàng, hai hàng vào ra đi. Cùng hoàng thân cận hoàng thanh chúa thiên trình thương.